Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Hiện tại thì mình đang có mặt tại công trường. Và hôm nay thì anh em bên mình sẽ làm đêm nha. Mình đang test relay Micom của Slider P632. Con so lệch máy biến áp 87T ấy mọi người ạ. Ok, còn bây giờ thì mời mọi người theo dõi video thực tế ngoài công trường nha. Tại vì ở ngoài công trường thì mình không có điều kiện để chia sẻ và giải thích đâu. Mình chỉ quay được video tại công trường thôi. Còn lại việc chia sẻ và giải thích thì về nhà mình sẽ làm video ở những cái buổi live stream chia sẻ nha mọi người nha. Thank you.
Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.